Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á bùng cháy lửa tới nhà Vũ Đức Đam. Việt Á đã bùng phát thời kỳ này làm nhiều người quan tâm vì nó tống vào lò một ủy viên Trung ương Đảng là ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương. Lần thổi bùng phát vụ Việt Á lần này đã chạm tới nguồn ủy viên Trung ương Đảng vốn đang rất dồi dào, đó là cấp bí thư các tỉnh trong cả nước. Câu chuyện hối lộ chính quyền của Việt Á đã bị phanh phui nhiều tháng qua, vẫn còn những diễn biến khó lường. Kỳ này hứa hẹn hàng loạt ủy viên Trung ương Đảng sẽ nối gót Phạm Xuân Thăng vào lò của ông Tổng Trọng. Theo như Thời báo.de được biết, nhiều lãnh đạo ở các tỉnh, bộ ngành trong tầm ngắm của cơ quan điều tra và Vũ Đức Đam là một cái tên mà ông Tổng đang cân nhắc nên im hay nên xử. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam. Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, người đầu tiên chịu trách nhiệm trong vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá cao ngất ngưỡng ở cả 62 tỉnh thành phải là Bộ trưởng Bộ Y tế, và người thứ hai là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm về mảng văn hóa, xã hội và y tế. Ông Đam đã có thời làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền còn to hơn cả Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực chất, ông Đam là người quyết định về ngành y tế vì trong cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, Bí thư Ban Cán sự Đảng là người quyết định sau cùng. Nếu chỉ là Bộ trưởng thì ông Vũ Đức Đam đã bị bắt vào tù từ lâu. Tuy nhiên, vì đang là Phó Thủ tướng nên việc bắt ông Vũ Đức Đam làm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phản ứng mạnh, bởi ông Vũ Đức Đam đang là vùng đệm giữa Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ tướng. Mọi chỉ đạo của Thủ tướng đều ủy quyền cho Phó Thủ tướng phụ trách Y tế Vũ Đức Đam thực hiện. Đại dịch Covid-19 khiến người dân Việt Nam, nhất là những người nghèo, đã lâm cảnh khốn cùng khi hàng chục triệu lao động mất việc làm. Hàng vạn người phải bỏ mạng một cách oan uổng, phẫn uất, ngất trời đến độ. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước đành phải gửi thư đến người dân Sài Gòn, chia sẻ những mất mát về sức khỏe, tính mạng của người dân thành phố trong đại dịch Covid-19 để xoa dịu lòng dân theo chủ trương của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Hai tháng sau khi phát biểu của ông, một khảo sát từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore cho thấy tỷ lệ người dân Việt Nam chỉ trích cách đối phó với dịch Covid-19 của chính phủ tăng lên rất cao trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 10, trùng với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư tại đây đã giết chết rất nhiều người. Dịch bệnh vừa bớt thì vụ Việt Á lại bùng lên, người dân lại thêm phẫn nộ khi biết mình đã bị các lãnh đạo móc túi một cách hợp pháp. Và điều đáng nói là móc túi trên xác những bệnh nhân đã chết vì Covid-19. Những nỗi oan ức đó cần phải được rửa mà những người bị trừng phạt rất đông. Tuy ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt khá nhiều nhân vật lớn, nhưng những nhân vật mà người dân mong đợi thì chưa thấy ông Trọng làm gì. Vụ Việt Á chính là một mâm cỗ rất lớn, không ai ăn một mình cả, mà trong đó phải nói phu nhân của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến đường dây này một cách rất nghiêm trọng. Giờ đây, ông Trọng cần phải xử lý ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chứ không thể chần chừ. Ông Trọng đã từng phát biểu rằng chống tham nhũng không có vùng cấm. Nhưng dường như nhà Vũ Đức Đam vẫn là một vùng cấm địa mà ông Trọng đang phân vân nên chạm vào hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng muốn hạ Phạm Minh Chính thì phải khui ra sai phạm của Vũ Đức Đam. Để hạ được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính dọn đường cho Vương Đình Huệ lên thì ông Vũ Trọng cần phải truy đến cùng sai phạm của ông Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam đã từng làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Và đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã thay ông Đam làm trưởng ban này. Và cứ như thế, những vấn đề trong ban này ngày một sinh sôi nảy nở để đến bây giờ đã trở thành một trọng án lớn. Với vai trò là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19, ông Vũ Đức Đam phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ Việt Á. Mà ông Đam đã bị thì ông Thủ tướng khó mà thoát khỏi trách nhiệm liên quan. Vì thế lần này ông Nguyễn Phú Trọng cần phải dí lò lửa vào nhà ông Vũ Đức Đam thì mới làm cho người dân Việt Nam hài lòng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính bê bối đầu tiên bà Đào Hồng Lan bị chơi xỏ hay tai bay vạ gió. Bà Đào Hồng Lan nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam khiến không ít Thứ trưởng Bộ Y tế phải nuốt ngược nước đắng vào cổ.
Thông thường khi một bộ trưởng bị phế truất thì thứ trưởng sẽ lên thay. Đằng này ông Phạm Minh Chính lại giới thiệu một người mà chẳng hề có chút kinh nghiệm gì về quản lý ngành y để đến cướp mất chiếc ghế quyền lực của họ. Làm đến tầm thứ trưởng thì ai cũng có tham vọng chính trị. Việc bị người khác cướp mất chiếc ghế là điều sỉ nhục vô cùng, và điều đó cho thấy cấp trên đã không còn tin tưởng vào những người có chuyên môn nữa. Sau khi ông Nguyễn Thành Long bị loại trừ khỏi đảng và cho bắt bỏ tù một cách nhanh chóng, thì người nắm quyền bộ trưởng lúc đó là Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được chỉ định làm quyền bộ trưởng. Đây là hình ảnh quyền bộ trưởng Đào Hồng Lan. Người mới được chỉ định làm quyền bộ trưởng thì xem như 99% sẽ lên chức bộ trưởng. Nhưng không ngờ vào ngày 25 tháng 7, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lại đi bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh, về bộ giật lấy chức vụ đang nắm trên tay của ông Đỗ Xuân Tuyên. Làm phó cho Nguyễn Thanh Long có 4 thứ trưởng bao gồm Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương. Trong đó có 2 thứ trưởng bị kỷ luật nhẹ, đó là Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Trường Sơn. Tuy nhiên vẫn còn 2 thứ trưởng là Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương đều không được trọng dụng. Hiện nay trong Bộ Y tế đang đặt câu hỏi tại sao lại xảy ra trường hợp quái như thế. Chuyện ông Phạm Minh Chính phớt lờ người trong Bộ Y tế, đem người khác đến để giành lấy chiếc ghế đã và đang làm cho nhiều người bất mãn là điều không thể chấp nhận ở rất nhiều cán bộ cấp cao ở đây, và có thể là nguồn cơn thịnh nộ cho bà quyền bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan sẽ gặp rất nhiều trò chơi xỏ lá là điều khó tránh khỏi. Trò chơi chính trị là không làm được cho sếp mất ghế, nhưng làm cho sếp mất điểm trong đảng để tống cổ sếp đi khi hết nhiệm kỳ luôn khả thi hơn tất cả. Bà Đào Hồng Lan mới về bộ đã có cách làm của cho ông Thủ tướng phải ra tay giải quyết là cách mà các thứ trưởng khác khó hài lòng. Những việc này bà Lan lấy điểm với xã hội, còn các thứ trưởng thì như cái bóng mờ. Làm phó cho ông bộ trưởng bất tài như Nguyễn Thanh Long thì câm họng, còn làm phó cho bà Đào Hồng Lan thì cũng không có chút nổi bật gì. Đây là hình ảnh sự nhầm lẫn rất khó hiểu. Bản chất của con người là muốn tranh công và chối bỏ trách nhiệm, cho nên nếu làm bộ trưởng, bà Đào Hồng Lan cần khéo léo san sẻ công lao cho thuộc hạ. Nếu ôm hết vào mình thì không sớm thì muộn bà cũng bị chơi xỏ để hạ uy tín trong ngành. Vào ngày 10 tháng 9, tại lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức vào năm 2022, có hình ảnh con rắn ngậm phong bì, rất khác với biểu tượng của ngành y. Đây là logo biếm họa của tờ báo Đàn Chim Việt ở nước ngoài, đặc biệt là biếm họa này đã xuất hiện từ năm 2013. Nay không hiểu sao nó lại nằm chỉnh hình trên bản hiệu to đùng tại kỳ thi này. Vụ việc này đã gây ồn ào và Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 của Bộ Công an đang vào cuộc cho thấy mức độ nghiêm trọng đối với chế độ. Tất nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế nói là do nhầm lẫn, nhưng ai cũng nghĩ không thể nhầm lẫn một việc thô thiển đến như vậy. Và chỉ cần lấy logo cũ là không sao, ai bảo đổi logo làm gì cho nhầm lẫn như thế. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bị bà Đào Hồng Lan giật lấy quyền bộ trưởng trên tay. Có lẽ bà Đào Hồng Lan không muốn sự việc này xảy ra trong ngành mà bà đang có trách nhiệm quản lý. Sự cố này dù không làm cho bà Lan phải mất chức, nhưng uy tín của bà Lan giảm sút đáng kể so với Trung ương Đảng. Việc bà Đào Hồng Lan có kiểm soát được ngành hay không còn phải chờ. Nếu những sai sót kiểu trời ơi đất hỡi này mà tiếp diễn thì không khéo bà Đào Hồng Lan không ngồi ở Bộ Y tế được lâu. Việc bà Lan lập công một mình, nhận tiếng khen cho riêng bà cũng có cái hại của nó.